Thưa quý vị, tại vùng đất hoang hóa hơn 10 năm nay, 2 hecta đất ruộng tại cánh đồng Tố Khe Voi ở tổ 3 thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn được đánh thức bởi dự án trồng sen kết hợp du lịch sinh thái đã làm bừng lên niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp cho 17 hộ nông dân nơi đây. Trên cơ sở kết quả khả quan của dự án trồng 2,3 hecta chuối luồng tại cánh đồng Hố Như đem lại nguồn thu nhập cho người nông dân 50 triệu đồng một vụ, xã Hòa Nhơn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, nhóm nghiên cứu đề tài trồng sen đất bỏ hoang ngập úng huyện Hòa Vang triển khai xuồng giống 2 hecta sen tại cánh đồng Tố Khe Voi. Để có được mặt bằng trồng sen như hôm nay, thời gian qua chính quyền địa phương cùng với người nông dân và nhóm chuyên gia thực hiện đề tài quy hoạch cải tạo đồng ruộng, khơi thông nguồn nước đảm bảo tưới tiêu. Thì cho xem như bản thân tôi thấy thì trồng sen thì nếu mà đạt được kết quả thì tốt hơn, bởi vì cái năng suất cao hơn so với lúa. Thì người nông dân tôi thì phấn khởi, đề nghị trên là coi như là cũng là quan tâm chứ có như đây là quá quý hùng, tôi rất là cảm ơn. Thì cái định hướng của địa phương vừa nâng cao cái thu nhập của người dân, vừa sẽ tiếp tục phối hợp với ban chủ nhiệm đề tài, nếu có thể đề xuất ủy ban dân huyện Vang hỗ trợ thêm để địa phương cải tạo cái cảnh quan chỗ này làm một cái điểm du lịch sinh thái. Ngoài trồng sen, dự án còn tính đến việc kết hợp phát triển các loại hình sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch như cầu cá thư giãn kết hợp với thượng hoàng phong cảnh, dưới ruộng có sen, trên bờ có hoa. Kết hợp với cái việc phát triển du lịch sinh thái thì có thể chúng tôi có thể sen, ngoài cái trồng cây sen ra thì chúng tôi có thể sen canh và trồng nuôi cả nuôi trồng thủy sản ở trên cái con đất này, kết hợp vào đó để mà người dân có một cái nhu cầu trong điều kiện mà để phát triển kinh tế với cái sự ảnh hưởng của cái dịch đại dịch Covid vừa qua. Xã Hòa Nhơn hiện có 55 hecta đất hoang hóa do ảnh hưởng từ các dự án khai thác khoáng sản trái phép. Việc mạnh dạn đưa cây sen vào trồng trên ruộng lúa bỏ hoang kết hợp với phát triển du lịch sinh thái để nâng cao thu nhập cho người dân là cách làm quyết liệt nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời thực hiện chủ đề năm phát triển các mô hình kinh tế năm 2022.